Phòng khám yêu của chúng ta, thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em bị viêm đa khớp, đi khám thì bác sĩ bảo là thận tốt. À, cái này nó rất, câu hỏi này rất là hay. Lý do đơn giản là như này nhá, phải phân tích nha anh chị nhá. Đông y coi là thận là chủ cốt, và có viêm khớp dạng thấp hoặc là viêm đa khớp hoặc thoái hóa đốt sống thắt cổ, thoái hóa đốt sống thắt lưng thì chắc chắn 100% là thận có vấn đề. Vì bản chất là thận là chủ về cốt, nghĩa là nếu anh chị ăn uống hấp thụ tốt, đại tràng tốt thì làm cho thận tốt, và thận nó chủ được xương cốt thì không bao giờ có cái chứng bệnh viêm đa khớp dạng thấp hoặc là thoái hóa sống cổ, thoái hóa sống thắt lưng. Lý do khi thận nó tốt rồi thì nó sinh ra cái cọc, cái tuyến thượng thận nó sinh ra cọc tivoid nội sinh, nó làm kháng viêm vào tất cả những cái xương khớp mà anh chị bị viêm, gọi là viêm xương đấy, hoặc là thoái hóa thoát vị ấy, thì nó tự nó kháng viêm được, nó làm cho hành khí hoạt huyết và nó không bao giờ nó bị tình trạng này. Còn Tây người ta kiểm tra là người ta bảo tốt là như nào ạ? Những cái xét nghiệm ví dụ như là một là siêu âm xem có sỏi, có thận có sỏi sạn hoặc nang hay không. Hai là kiểm tra cái công thức máu, hoặc là ít nhất là kiểm tra cái nước tiểu ấy, xem có protein niệu hay không. Nghĩa là Tây nó chỉ điều trị là nó khám, là Tây nó khám là nó kiểm tra xem có vấn đề gì không. Còn Đông y coi là sức làm việc của thận. Các anh chị nhớ là sức làm việc của thận nó khác hoàn toàn với cái việc là anh chị kiểm tra Tây y. Kiểu như là như này, khám Tây y thì người ta bảo là gì ạ? Nó chỉ bị nắng cặn rất là nhẹ thôi, hoặc là có bị nang rất là nhẹ thôi. Và người ta coi đó không phải là bệnh, rất đơn giản thôi. Cái này anh chị chỉ uống nước nhiều lên là ok. Tuy nhiên chỉ cần một chút nắng cặn hoặc là một chút nang, nó có thể gây ra tình trạng là một là huyết áp cao, hai là có thể gây ra tình trạng tai biến. Vì mất cân bằng ở tại đó, nó chỉ dù là rất nhỏ, kiểu như là đi, chúng ta đi này, hoặc là chúng ta cưa ấy, lệch, bảo lệch có nhiều không, lệch, lệch có cây kim dài dài ra thành cái kim nằm ngang thì lại cả một vấn đề. Cho nên nói là như vậy, không phải như vậy. Vì bản chất của một cơ thể khỏe mạnh thì nó phải âm dương cân bằng. Âm dương cân bằng nghĩa là lúc nào cũng phải cân bằng nhỉ. Thực thì phải tả đi, bạt bớt đi. Nó dương nó nhất lên thì phải bạt bớt đi. Hư thì phải bổ nó lên. Âm dương cân bằng nhỉ. Hoặc là âm mà nó bị yếu thì phải nâng cái âm lên. Hoặc là nó hỏa nó mạnh quá thì phải dắt hỏa quy nguyên. Cho nên là nói là bảo là tốt là không phải tốt. Vì vậy cho nên khi mà anh chị không may bị xương khớp thì đầu tiên này phải liên quan đến trực tiếp là phải bổ vào thận, hoặc là làm theo cho thận tốt lên. Xin chào.